Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, Việt Nam, mình của Điện Việt Nam. Ơi, mình đang ở ngoài lênh đênh ngoài biển khơi đây mọi người này. Đấy, mọi người thấy đen không? Mặt như bao công rồi. Mặt như bao công, râu dài rồi. Đấy. Mọi người cứ bảo điện gió sướng. Mình lênh đênh trên biển này 2 tháng trời rồi đấy, chưa vào đất liền đúng không? À, cho anh em thấy này. Đây. Đằng sau đây là những tu bin gió được xây dựng ngoài biển luôn. Đây, anh em thấy này, đấy, thấy chưa? Ok. Thì thời gian này mình đang tham gia trực tiếp các dự án điện gió ngoài biển, xây dựng cái điện gió ngoài biển, nên là thời gian này mình khá là bận, nên không lên livestream chia sẻ trực tiếp với mọi người được. Thì cũng mong rằng là sau cái đợt COD này xong của dự án điện gió ấy, thì mình sẽ quay trở về Hà Nội. Sau đó là mình có nhiều thời gian rảnh hơn thì mình sẽ làm những video chia sẻ với mọi người những kiến thức, cũng như là chia sẻ cho mọi người cái chuyến trải nghiệm về điện gió ngoài biển khơi này của mình. Thì trong cái quá trình mà mình ở trên biển ấy, thì mình cũng có quay một vài những video, dù rằng là chất lượng nó không được tốt lắm. Ngoài đây mọi người biết là sóng rất là kém, mạng không có, sử dụng là 3G thôi. Đấy, nên anh em cũng hiểu và thông cảm cho nhá. Chủ yếu là thấy cái gì đó hay hay thì chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là nó cũng là cái kỷ niệm. Cái thứ hai nữa là cho mọi người xem là chúng ta học hỏi được cái điều gì. Thì chúng ta học hỏi để nâng cao, thứ nhất là nâng cao cái trình độ chuyên môn lên. Thứ hai là anh em giao lưu, học hỏi với nhau. Đấy, mọi người này, rõ. Ok chưa? Mọi người thấy mặt đen kịt luôn. Về nhà mặt đen kịt luôn. Nha mọi người nha. Nếu mà mọi người mà cảm thấy yêu mến kênh YouTube Điện Việt Nam cũng như yêu mến mình thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người.